Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở những cái phân khúc xe hạng sedan và ở cái phân khúc hạng C thì chiếc xe Kia Cerato cũng đã lấy được lòng khách hàng rất là nhiều ạ. Và đặc biệt cái dòng khách hàng mà để thích những cái dòng xe Cerato này thì phần lớn là khách hàng ở cái giới trẻ. Tại vì sao ạ? Tại vì cái kiểu thiết kế này cho đến option này, trang bị các option rồi thì tính năng công nghệ, tất cả các thứ đã được giới trẻ rất là yêu thích về cái dòng Kia Cerato này ạ. Và như quý vị và các bạn cũng đã biết, ở cái Kia Cerato thì đã được phân làm hai phiên bản. Một là phiên bản 1.6. Bản 1.6 thì là cái đồ của nó sẽ bị hạn chế nhiều hơn. Và thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn chiếc xe ở cái phân khúc 2.0 ạ. Ở 2.0 thì là Kia cũng đã trang bị cho chiếc Cerato này là full option rồi. Từ khóa thông minh, đèn ổ start top, gương gập điện tích hợp xi nhan trên gương, la răng đúc, cửa sổ nóc, nội thất da cao cấp và ghế là ghế điện, nhớ ghế hai vị trí, điều hòa tự động hai vùng, camera lùi, cảm biến lùi, cảm biến trước, tức là cảm biến quanh xe luôn rồi đấy ạ. Điều hòa tự động hai vùng, màn hình đầu DVD có GPS dẫn đường, rồi đầu DVD thì xem được cả đĩa DVD này, tích hợp camera lùi, cửa sổ nóc, full option hết rồi ạ. Và ở cái phiên bản 2018 như chiếc xe này thì ghế da là ghế da cao cấp và là ghế múi rồi ạ. Tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn chi tiết về chiếc xe Kia Cerato 2018 phiên bản 2.0 này ạ. Chiếc xe đã đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 2 vạn km rồi ạ. Sau 2 năm sử dụng thì chiếc xe này đã lăn bánh được hơn 2 vạn km rồi, cụ thể là 2 vạn 8 km rồi ạ. Chiếc xe này là màu trắng và rất là đẹp ạ. Tất cả còn rất là mới ạ. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem về ngoại thất đến nội thất cho quý vị và các bạn ngay bây giờ. Mời quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, chính vì sự thiết kế rất là trẻ trung cộng với tính năng công nghệ option rất là nhiều, cho nên là Kia Cerato 2018 là phiên bản này đã lấy được lòng của rất nhiều khách hàng trẻ, đặc biệt là ở các giới trẻ đấy ạ. Quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy, màu trắng thì rất là đẹp rồi. Và cái điều đặc biệt chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn xem ở chiếc xe Kia Cerato 2.0 2018 này, đó chính là chiếc xe còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Vì chiếc xe mới chạy được có hơn 2 vạn km thôi, sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Chiếc xe còn rất là đẹp, còn nguyên bản hết tất cả. Chúng tôi cam kết tất cả là còn nguyên bản, không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản hết ạ. Tất cả còn rất là mới. Vâng, mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato 2.0 2018 này ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản 2.0 này thì là đã full option hết rồi. Quý vị và các bạn xem qua đây, đèn bi xenon, cảm biến trước, đèn gầm đầy đủ hết cả rồi ạ. Tất cả là còn rất là mới ạ. Đây là, quý vị và các bạn xem qua về cái lốp ạ. Lốp xe này còn khá là dày đấy ạ. Chủ xe cũng đã lắp thêm những cái ốp tay nắm cửa này để chống trước ạ. Gương chiếu hậu đã được tích hợp xi nhan trên gương, cộng với là gương này là gương gập điện ạ. Đây là cái phần ba rờ sốc sau của xe, quý vị cũng bạn cũng đã biết rồi đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị cả cảm biến sau này, camera lùi đầy đủ. Vì ở cái phiên bản 2.0 này cho nên là không còn thiếu một cái gì cả, tất cả đã đầy đủ hết rồi. Bô cũng đã được trang bị là bô đôi, rất là thể thao ạ. Ở phiên bản 2.0 này mới có ạ. Phiên bản 1.6 thì nó chỉ có bô đơn thôi. Và cái phần dưới này là phần ốp chrome, rất là đẹp, rất là chắc chắn ạ.
Nhìn về tổng thể thì chiếc xe này còn khá mới ạ. Tại vì cũng chỉ chạy được có hơn 2 vạn km thôi, 2 năm, sau 2 năm sử dụng chạy hơn 2 vạn km thôi thì quả thật là rất là ít ạ. Đây là cụm đèn hậu của xe, tất cả cũng còn rất là mới ạ. Cụm đèn pha thì Kia cũng đã trang bị cho phiên bản Cerato 2018 này là đèn bi xenon. Và điều đặc biệt là tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Chưa có bị xước sát gì đâu ạ. Tất cả còn rất mới, rất là đẹp ạ. Từ rất lâu rồi, Kia Cerato cũng đã được giới khách hàng sử dụng rất là nhiều. Đặc biệt ở thị trường Việt Nam mình thì rất là nhiều, từ những chiếc xe Forte đấy, ngày xưa là còn là Forte đấy cơ ạ. Xe cũng được trang bị bộ la răng là 5 cánh thép và là vành, gọi hay còn gọi là vành xoắn đấy ạ. Ở phiên bản 2018 này, cái vành xoắn và mặt phay rất là đẹp ạ. Xe được trang bị khóa thông minh, đèn nổ start stop, bấm tay để mở cửa đấy, cả cánh lái và cánh phụ đều có hết ạ. Và cái điều đặc biệt mà chỉ ở chiếc Kia Cerato 2.0, phiên bản 2.0 mới có nhé quý vị nhé, đó là chính là ghế điện và nhớ ghế hai vị trí. Khi chúng ta bước vào khoang lái này, bắt đầu bước vào khoang lái này, mở cửa ra là cái ghế nó sẽ tự động nó lùi lại để cho chúng ta, đây ạ. Đấy, cái ghế nó sẽ tự động nó lùi lại để cho chúng ta bước vào cho nó dễ. Và chúng ta đóng lại, ngồi vào và ta đóng cửa vào thì cái ghế này nó lại sẽ lên ạ. Đấy. Với sau 2 năm sử dụng và chạy được 2 vạn 8 km thì chiếc xe này nó còn khá là mới ạ. Mới về cả về ngoại thất cho đến nội thất. Và cái điều đặc biệt ở cái phiên bản này là nội thất đã được là trang bị là cái nội thất da cao cấp và là màu kem, nhìn rất là sáng xe và rất là lịch sự, sang trọng và lịch sự ở cái phần nội thất đây ạ. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem, để nếu như quý vị và các bạn nào đang có nhu cầu mua chiếc xe ở cái tầm hơn 500 triệu thì đây cũng là một sự lựa chọn tương đối là tốt đấy ạ. 2.0 nhưng mà đi lại cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu quý vị và các bạn nhé. Vì bây giờ là động cơ mới rồi, cho nên là không giống như động cơ ngày xưa. Động cơ ngày xưa là càng to thì là tiết kiệm nhiên liệu, tốn nhiên liệu, nhưng bây giờ thì không tốn nhiên liệu đâu ạ. Sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần nội thất của xe. Bước vào cái khoang lái đầu tiên thì chúng ta cũng tìm hiểu qua về cái táp bi cửa đây. Cánh cửa bên lái là cái cánh cửa nhiều nhất, để xem nó còn đẹp, còn nguyên bản hay không ạ. Thưa với quý vị và các bạn, tất cả còn nguyên bản ạ. Keo chỉ là còn nguyên bản hết ạ. Táp bi cửa còn rất mới, rất sạch sẽ, rất là đẹp ạ. Đây là cái phần cụm điều chỉnh lên xuống kính này. Gương gập điện đây ạ. Gương gập điện đây ạ. Đấy, đây là phần đóng mở gương. Nếu chúng ta để ở vị trí giữa như này, vị trí giữa như này, tức là vị trí auto, chỉ cần bấm khóa là gương gập điện, mở khóa là gương lại mở ra. Và đây là cái phần kia, đây là cái phần ốc bản lề, gioăng, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Và cái điều mà chiếc xe phiên bản 2.0 này nó khác với phiên bản 1.6 đây ạ, ở cái nhớ ghế hai vị trí đây ạ. Đây là có phần nhớ ghế hai vị trí. Ghế là ghế điện, nhớ ghế hai vị trí. Ở cái phiên bản 1.6 nó chỉ là ghế cơ thôi, không có ghế điện đâu ạ. Và ghế da ở cái phiên bản 2018 này mới có là ghế da múi, cửa sổ nóc, ghế da múi. Và đây, cái vô lăng thì quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Nó tích hợp tất cả các phím điều khiển rồi đấy. Cruise control, sang số thể thao trên vô lăng. Đấy, sang số thể thao trên vô lăng có hết rồi ạ. Tất cả là đã full option hết rồi. Và đặc biệt là chủ xe cũng rất là cẩn thận, đã ốp cả 4 bậc cửa. 4 cái bậc cửa này chủ xe đều ốp cái inox này để cho chống xước, để bóc cái này ra là tất cả bên dưới này còn rất là mới, chưa có xước sát chưa sao cả. Tất cả còn rất đẹp ạ. Ghế chỉnh điện. Đấy. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Đây là cái phần tem của nhà sản xuất đây ạ. Chiếc xe được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam mình và được sản xuất năm 2018 đây ạ. Sau 2 năm sử dụng rồi.
Đây là cái táp bi cửa phía sau bên lái, tất cả cũng còn rất là mới. Rất là mới, keo chỉ cũng chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Ốc bản lề còn nguyên, tất cả là còn nguyên hết. Bậc cửa cũng đã được ốp inox đây ạ. Chủ xe phải nói là rất là cẩn thận ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, ở chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2018 này thì Kia cũng đã thiết kế cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Đây, thưa với quý vị và các bạn, rất nhiều xe mà không có cái cửa gió này thì cái hàng ghế ngồi phía sau khi bước lên xe là rất là nóng, phải chạy một lúc mới bắt đầu mát được, vì điều hòa không thể làm việc được hết tất cả cho cả xe ngay một lúc được. Đây là cái phần cốp sau của xe. Đây, quý vị và các bạn, ở cái phân khúc C cho nên là chiếc xe này rất là dài. Rất là dài thì là cái khoang hành lý của nó cũng rất là rộng, để được rất là nhiều đồ đấy ạ. Và sau đây thì tôi sẽ quay giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần ốc, cái nắp cửa sau này đấy ạ, nắp cốp sau. Tất cả ốc còn nguyên bản đấy ạ. Ốc còn nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản. Ốc còn nguyên bản hết, keo chỉ còn nguyên bản hết thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì vì từ phía sau ạ. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới ạ. Và đây, cái phần dưới này cũng đã được ốp phần inox để bảo vệ chống xước đấy ạ. Chủ xe rất là cẩn thận ạ. Đây là cái phần táp bi cửa phía sau bên phụ, cũng tương tự như vậy thôi ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Ốc bản lề cũng còn nguyên, chưa có tháo dỡ gì cả, chưa có bị đâm đụng hay chưa bị va chạm gì cả, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Nội thất thì rất là mới, rất là sạch sẽ. Ốp bậc cửa đầy đủ hết cả rồi. Chiếc xe này còn khá là mới ạ. Nếu như quý vị và các bạn nào đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2.0 2018 này thì hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, tất cả cũng còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Chưa có bị mất một phân keo chỉ nào cả và cái táp bi này còn rất là mới. Ốc bản lề đấy ạ, ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết ạ. Bậc cửa cũng đang được ốp rất là đẹp ạ. Đây, tôi quan sát cho quý vị và bạn xem kể cả cái ốc bản lề của cái cánh cửa sau đấy. Tất cả cũng còn rất là mới ạ. Ghế da, ghế múi, ghế bên phụ này thì lại càng mới ạ. Rất là đẹp, tất cả còn rất là đẹp ạ. Rất là đẹp và sang trọng. Sau 2 năm sử dụng thì chiếc xe này còn khá mới. Đây là cái phần táp bi của xe. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn bước vào cái khoang nội thất để xem qua về cái phần nội thất của xe. Vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu với quý vị và các bạn rồi. Kia Cerato này được lòng của giới trẻ bởi vì sao đây ạ? Vì thiết kế về bên ngoại thất cho đến phần nội thất, tính năng công nghệ, tất cả các thứ đầy đủ rồi. Cho nên là được giới trẻ rất là thích ạ. Đây, thưa với quý vị và các bạn, đồng hồ của chiếc xe này đã lăn bánh được 2.8 vạn. Thưa với quý vị và các bạn, 2.899 vạn rồi ạ. Cái số rất là đẹp, tôi chỉ lăn bánh một lát nữa là sang 2.9 vạn rồi ạ. Có thể nói đây là chiếc xe này chạy được 2.9 vạn, gần 3 vạn rồi ạ. Đấy. Và chiếc xe này thì đã có được tất cả đây. Quý vị các bạn nhìn thấy cái vô lăng, nhìn trên cái vô lăng của chiếc xe đã biết được là chiếc xe này thiết kế full option rồi. Điều khiển âm thanh trên vô lăng này, chuyển bài này, điện thoại này, rồi đến cruise control này. Cruise control này thì quý vị các bạn chạy đường trường thì quý vị các bạn mới thấy nó thích được như thế nào ạ. Và sang số thể thao trên vô lăng đây ạ. Sang số thể thao trên vô lăng này thì chúng ta phải chạy đường đèo, đường xuống đèo đấy thì quý vị các bạn mới phải dùng đến nó. Nhớ ghế hai vị trí ạ. Và các tính năng công nghệ thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy. Ở Kia Cerato này đã trang bị là sạc điện thoại không dây đây ạ. Phần dưới này là phần sạc điện thoại không dây đấy ạ. Chỉ cần đặt điện thoại xuống là chiếc điện thoại của bạn đã được sạc rồi ạ. Và nó khác với các phiên bản 1.6, đó là cái ghế là ghế nhớ ghế đấy, và điều hòa tự động hai vùng đã có rồi đấy.
điều hòa tự động hai vùng này. Đầu màn hình giải trí thông tin đa phương tiện này, tích hợp ví dụ như Navi này, bản đồ đấy ạ. Rồi thì GPS này, IM này, đầu DVD này. Tôi thử đĩa cho quý vị các bạn nhìn xem đấy. Các tính năng của nó thì các thanh niên trẻ thì không thể chê vào đâu được ạ. Xem đến nội thất của chiếc xe này là kết ngay ạ. Đây là cái phần đầu DVD đấy. Tôi sẽ mở bé thôi để cho tôi còn giới thiệu cho quý vị và các bạn, quý vị và các bạn còn nghe được. Đấy. Bên trên của cái màn hình trung tâm này là có đồng hồ đấy. Đồng hồ về thời gian. Đấy. Thiết kế của Kia Cerato 2018 này rất là đẹp ạ. Các thanh niên nhìn thấy là chắc chắn là kết ngay ạ. Các thanh niên mà để so sánh chiếc xe này với những chiếc xe khác như Atis thì các thanh niên chắc chắn là không thích Atis đâu ạ. Và nội thất của chiếc xe này thì còn khá là mới ạ. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần quan trọng nhất của chiếc xe đây ạ. Quan trọng nhất của chiếc xe đó là cái khối động cơ, hay còn gọi là trái tim của chiếc xe đây ạ. Kia cũng đã trang bị cho phiên bản Cerato 2018 này là một cái khối động cơ xăng 2.0 lít và là động cơ DOHC 16 van. Đấy, và thưa với quý vị và các bạn, cái động cơ này thì chúng tôi cũng đã cam kết với quý vị và các bạn tất cả là còn nguyên bản ạ. Chưa có bị ngập nước hay là chưa có bị tai nạn gì cả. Vì quý vị và các bạn cũng đã biết, ở một chiếc xe ô tô thì có thể chạy được 30-40 vạn chúng ta mới có thể phải làm máy. Nếu như không có vấn đề gì xảy ra, 30-40 vạn mới phải làm máy ạ. Còn trong trường hợp nếu như phải làm máy ở vài vạn hoặc một hơn chục vạn hoặc vài vạn mà đã phải làm máy thì chỉ có những lý do ví dụ như tai nạn này, ngập nước này, hoặc chủ xe không cẩn thận, không chăm sóc xe, không thay dầu thường xuyên, hoặc thay luôn thay dầu mà thay phải dầu không đúng quy chuẩn thì là cũng sẽ ảnh hưởng đến máy. Đấy, những cái lý do đấy là có thể phải làm máy rất là sớm ạ. Nhưng những chiếc xe mà chúng tôi giới thiệu lên cho quý vị các bạn, chúng tôi luôn cam kết là tất cả là còn nguyên bản ạ. Máy móc còn nguyên bản đây ạ. Tôi quay sát từng cái ốc cho quý vị và các bạn cùng xem. Không những nguyên bản mà cái khối động cơ này còn rất là mới ạ. Vì chiếc xe mới chạy có 2.9 km thôi. Đấy, tất cả các ốc còn nguyên bản và còn rất là mới ạ. Tất cả còn rất mới. Tôi mở cái nắp ra cho quý vị và các bạn cùng xem đấy. Đấy, quý vị và các bạn xem. Tất cả nó còn nguyên bản và nó còn rất là mới đấy ạ. Chúng tôi cam kết cho quý vị và các bạn là còn nguyên bản ạ. Đấy, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là mới đây ạ. Từ cái ốc xương đầu xe, ốc xương đầu xe đây ạ, cho đến cái ốc tai, ốc cabo. Đấy, tôi quay chi tiết hết cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Keo chỉ của cabo, tất cả nó còn nguyên bản như thế này thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả. Đấy, ốc cabo đây, tất cả còn nguyên bản như thế này thì làm sao mà đâm đụng hay va chạm gì được. Nếu như đâm đụng hay va chạm gì thì những cái ốc này phải tháo ra để xử lý. Tháo ra xử lý thì không bao giờ còn nguyên được cái như thế này đâu. Đều có dấu vết hết cả. Không bao giờ làm mất được cái dấu vết này đâu ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 2018 này thì vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Cerato 2.0 này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.
À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.